Hai ngày sau sự cố chìm chạm xăng nổi tại địa phận xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, cơ quan chuyên môn và người dân tích cực bằng nhiều biện pháp xử lý dầu tràn. Ước tính là 85% lượng dầu tràn đã được thu hồi. Như thông tin đã đưa, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 2, sau khi tiếp dầu, trạm xăng nổi biển hiệu HD1355 bị lật nghiêng và chìm. Khoảng 23 giờ cùng ngày, trạm xăng này đã được trục vớt, không có thiệt hại về người, nhưng hậu quả chìm trạm xăng nổi gây ra sự cố tràn dầu dọc tuyến sông Kinh Thầy, khiến hàng nghìn lồng cá dọc tuyến sông này có nguy cơ bị ảnh hưởng. Cũng hiện tại bây giờ đang nuôi vào khoảng 35 đến 40 tấn. Chứ còn nếu mà để thiệt hại bây giờ thì chắc là chưa xác định được. Cái này nó về ảnh hưởng về lâu dài, chắc tầm khoảng nửa tháng thì mới biết được. Thì mong muốn là làm sao là thứ nhất là chủ tàu ạ, làm sao là khắc phục nó càng sớm càng tốt là cái hệ thống bề mặt đi ạ. Còn đâu sau này nếu mà có về thiệt hại thì chủ tàu làm sao là để đền bù cho nó thích đáng. Ngày 24 tháng 2, cơ quan chức năng và người dân vẫn đang tích cực nỗ lực bằng nhiều biện pháp để hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng xấu do sự cố gây ra. Các hộ dân cũng được phát những dụng cụ chuyên dụng để hút dầu, tăng cường máy sục để cung cấp oxy cho cá, máy bơm để đẩy dầu ra khỏi khu vực lồng cá. Sau 2 ngày khẩn trương thu gom dầu thì có thể nói rằng là lượng dầu tràn đã được thu hồi đâu đó khoảng chừng 85%. Một phần còn lại thì như tôi nói, nó còn đang luẩn quẩn ở trong bèo, thì chúng tôi sau khi mà làm sạch bèo và hút tất cả những phần còn lại thì về cơ bản là xong. Đương nhiên là sau đó còn sót một cái phần không đáng kể ở trong các lồng bè, thì chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn bà con thấm hút những cái phần còn sót lại, đồng thời cũng giúp bà con thu hồi bằng các cái máy móc khác. Bằng mọi nguồn lực, sự cố tràn dầu trên sông Kinh Thầy đã cơ bản được xử lý.